Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử nam nữ gần xa, trong một năm vừa qua, ít nhiều chúng ta cũng phải đối diện với những buồn buồn, ưu tư, trắc trở. Để rồi những tháng ngày đó cũng đã qua, một mùa đông lạnh lẽo cũng đã được đẩy lùi. Trong giờ phút thiêng liêng giao thừa này, Thầy đang đứng tại chánh điện của tổ đình chùa Kim Liên. Lời đầu tiên, Thầy xin vô cùng cảm ơn tất cả quý Phật tử nam nữ gần xa đã luôn đồng hành, quan tâm cùng quý Thầy tại tổ đình Kim Liên trong suốt một năm qua. Một chặng đường tưởng chừng là dài, nhưng mới đó nhìn lại một mùa xuân mới lại đến với tất cả lòng người công Phật trên khắp quê hương đất nước. Dẫu biết rằng những gian dở, những khó khăn còn ở phía trước, nhưng với một niềm tin, với một sức mạnh chở che của Tam Bảo, Thầy xin cầu chúc quý vị sang một năm mới, đầu tiên chúng ta thật nhiều sức khỏe, gia đình chúng ta thật bình an, thật an lành, để chúng ta tiếp tục đồng hành sự tu tập cũng như công việc. Tất cả chúng ta ai cũng phải cố gắng, ai cũng phải nỗ lực để chúng ta tiến về phía trước, để thành tựu được một cái gì chưa thành tựu, để thành công được những gì chưa thành công. Và hơn hết là chúng ta là người Phật tử, là người con Phật, chúng ta luôn có một niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Ở đâu, ở miền nào, ở xứ sở nào, nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo, lấy ngọn cờ Tam Bảo hướng mắt về ngọn cờ của Phật Pháp Tăng, thì mọi những khó khăn, mọi những vướng mắc, mọi những khó khăn trở ngại, chúng ta đều sẽ vượt qua. Kính thưa quý vị, trong giờ phút thiêng liêng giao thừa, chúng ta đón một mùa xuân đầy đặc ấm, đầy hương hoa, trong bầu không khí vô cùng an lành của ngày đầu xuân, khởi điểm cho một năm tiếp tục chúng ta lại phải đi trên những cái lộ trình thật nhiều thương yêu, thật nhiều sự chia sẻ, thật nhiều sự ấm áp, thật nhiều sự nâng đỡ của tất cả những người xung quanh. Bản thân Thầy cũng như chúng ta tại tổ đình cũng luôn cầu nguyện cho quý Phật tử nam nữ chúng ta có sức khỏe, có sắc đẹp, có tuổi thọ, có an vui, và đặc biệt là có trí tuệ. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ rất khó phân biệt cái gì sai, cái gì đúng, cái gì tà, cái gì chánh. Và nếu không có trí tuệ thì chắc chắn chúng ta sẽ tư duy nó không có đúng với cái lời của Phật dạy. Nếu như vậy thì trí tuệ là một đèn sáng, trí tuệ là một chân lý, là một lẽ sống vô cùng thiết thực. Chúng ta là người cầu Phật, chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự minh sáng, lấy trí tuệ làm cái lẽ sống để chúng ta phân biệt được cái gì chúng ta nên làm, cái gì chúng ta nên như lý các ứng, cái gì chúng ta nên tư duy một cách đúng đắn để chúng ta có sự chân kính. Do đó Thầy rất mong mỏi rằng trong một năm tới và cũng như những năm sắp tới,
tất cả quý thân Phật tử gần xa chúng ta vẫn phải tiếp tục đồng hành cùng những người thầy đã quyết định cũng đi để chúng ta tu tập tham học Phật pháp mỗi ngày, làm cho chúng ta được sáng thêm những điều chúng ta chưa biết, để tỏ mò những điều chúng ta chưa biết. Do đó, khởi đầu cho một năm mới, thầy xin đại diện cho chư tăng một lần nữa cầu chúc quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, và rất cảm ơn quý vị trong những năm qua đã luôn đồng hành với cái trang YouTube Nguồn Tỉnh Thức. Nguồn Tỉnh Thức là một cái nơi để chúng ta dành thời gian học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích. Là người công Phật, ngoài những công việc tạo dựng gia đình, lo sự ấm no, lo sự hạnh phúc cho gia đình, thì bản thân chúng ta tìm về với Nguồn Tỉnh Thức, tìm về với trang nhà của Nguồn Tỉnh Thức, để chúng ta có được những cái giây phút xem lại mình, học hỏi, chia sẻ và luôn cố gắng thành tựu được những cái lời dạy của Đức Phật đã trao truyền cho tất cả những người con thân yêu của Ngài trong những thế kỷ qua. Cuối cùng, một lần nữa, thầy xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành chia sẻ trong trang nhà của Tỉnh Thức, và một năm mới tràn đầy hạnh phúc, ấm no và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.